Dạ em xin chào quý cô chú chị. Chúc quý cô chú chị qua năm mới luôn dồi dào sức khỏe và vạn sự như ý. Hôm nay em sẽ giới thiệu tới quý cô chú chị là một căn nhà diện tích ngang 4 về 9, nhà đổ lửng có 3 phòng ngủ, một nhà vệ sinh. Hướng Đông, vị trí hẻm hai sạc đường Võ Văn Vân, ấp 1A, Vĩnh Lộc B Bình Chánh. Thì nhà này đã có giấy xác nhận tình trạng nhà ở rồi nha quý chị. Khu dân cư hiện hữu. Đường vào căn nhà này nằm kế bên danh trại quân đội. Khu này rất là đông dân nha quý chị. Mà nhà này chủ đang ra bán với giá là 1 tỷ 150 Thì giá này còn thương lượng Ở đây thì điện nước sạch có đầy đủ rồi Quý anh chị an tâm Khu này đa số là nhà ở nha Không có xe trọ cho thuê nha quý anh chị Nên ở cũng rất là yên tĩnh Và không có phức tạp nha Từ ngoài bước vô sẽ là phòng khách Phía sau là nhà vệ sinh, bếp Trần nhà cũng không có cao lắm nha quý anh chị Trần nhà tầm 2 m 27 2 m thôi Cầu thang thì đặt phía sau nhà Thì căn này lúc xưa chủ mua cách đây Gần 3 năm đó quý anh chị Thì giá đã 1 tỷ 1 50 rồi Tại giờ chủ cần tiền nên bán lại Căn này là hai mặt tiền hẻm luôn nha quý anh chị Hẻm này cũng là hẻm thông Chứ những căn nhà bên Lộc B Bê á, mà diện tích 49, mà nhà lâu năm như căn này quý anh chị, thì giá tầm 1 tỷ mốt thì rất là hiếm nha. Hẻm đây cũng đẹp nữa quý anh chị, nó không có nhỏ, hẻm đây 4m. Ở trên này thì có 3 phòng ngủ, thì trần nhà trên này là thấp quý anh chị, chỉ có 1m7 thôi, nên quý anh chị nào mà cao quá thì đi đụng đầu nha. Quý anh chị nào mua căn này về á, thì có thể làm cái trần cao lên tầm khoảng một mét nữa nha quý anh chị. Và ba cái phòng này thì quý anh chị có thể là làm thành hai phòng thôi cho nó rộng. chứ ba phòng thì ngăn ra thấy nó nhỏ quá quý anh chị. Mà nhà mình đông người á thì để sẵn về ở luôn. Tại Vì ba phòng thì nó sẽ tiện hơn nếu mà nhà đông người quý anh chị. La phòng thì còn khá là mới quý anh chị, mình không cần thay đâu. Khu này em thấy cũng rất là yên tĩnh luôn Tuy là nhiều nhà Nhưng mà nó không có ồn ào quý anh chị Đây là có lỗ thông giữa hai phòng nè Lúc trước chủ cho thuê á Nên ngăn ra để cho thuê dễ quý anh chị Nhà nào mà đông người có thể ở được Nhà này chỉ bị một cái là cái trần ở trên nó thấp thôi quý anh chị Chứ nhà thì còn cũng khá là đẹp nha Quý chị nào xem kênh của em nhiều thì sẽ biết Tính của em là có sao nó vậy đâu quý anh chị Nhà cũ thì nói cũ Nhà có vấn đề hỏng hóc gì thì em đều nói hết Để quý anh chị xem không có mất thời gian của mình đó. Khu này thì quý anh chị uh, di chuyển ra đường Võ Văn á Chỉ có 350m thôi quý anh chị không có xa lắm nha. Quý anh chị đi thẳng ở đường Võ Văn Vân, rẽ trái á, sẽ chạy về tỉnh Lô 10, rẽ phải á, sẽ chạy về khu đường 1A quý anh chị. Dạ em cũng xin nhắc lại, nhà này diện tích là 49, có 3 phòng ngủ, hướng đông, hẻm hai sạc đường Võ Văn Vân. Thì căn này chủ đang rao bán với giá là 1 tỷ 1 50 nha quý anh chị, nhà điện nước sạch có đầy đủ rồi, có luôn cái giấy xác nhận tình trạng nhà ở nha, quý anh chị an tâm. Cuối clip thì em sẽ quay cái quãng đường từ căn nhà ra đường võ văn vân nha quý anh chị và em xin cảm ơn quý chị đã theo dõi clip của em. Quý chị nào quan tâm cứ liên thoại trực tiếp số điện thoại em bên góc dưới màn hình. Dạ em xin cảm ơn ạ. À.